Dạ xin chào bà con cô bác đến kênh tiểu cảnh ống nhựa bamboo của em ha. Thì hôm nay xin giới thiệu cái mẫu 4 người. Thì cái mẫu 4 người nhưng mà giờ em làm người khác tí ha. Cho nó hợp lý luôn. Hôm nay giả gạo mà giả gạo bằng giò với cái ông sàn gạo, sảy gạo vậy nè. Thì mấy anh kia vẫn như cũ ha, xe đạp ông có cá. Đây quay cho con quá chi tiết cho xem nè. Cái mẫu này cái thước nó cũng dài 4 tấc 3 ha. Cái mẫu này thường thường mà 4 người thì nó nằm khoảng cái mẫu dài 53, chiều sâu thì khoảng 38, chiều cao thì khoảng 60, năm mấy 60 á. Đây cái xe đạp, nói chung chiếc xe đạp của em làm rất là công phu á, đồ em mình toàn bộ bằng ống nhựa Bình Minh thôi mà, nên sử dụng rất là ok ha. Bà con cô bác nào muốn mua những tiểu cảnh này em thì liên hệ với em cái số điện thoại em có để trên góc màn hình đó. Và các anh chị nào muốn làm cho một cái để chơi thì vào những cái video mà em hướng dẫn làm á, làm cái để chơi ha. Em hướng dẫn chi tiết lắm, bà con bác xem là biết liền. Và cái kênh này thì em không có làm về nhạc chế nữa nha, bà con cô bác nào muốn nghe nhạc chế của em á thì vào kênh Minh Tấn Bolero. Chào nghe chế ủng hộ ha. Trời mát quá anh, cái nó đẹp lắm. Rồi video đến đây kết thúc, cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video ha. Bà con cô bác nào chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em với nha. Rồi hẹn gặp lại bà con cô bác vào video sau. Tạm biệt, bye bye.